Hello anh em, hôm nay là mùng 4 Tết. Muốn chia sẻ với anh em một chút liên quan đến cái cách đi vốn trong đầu tư nó như thế nào. Hôm nay mình gặp một cái đầu xuân năm mới, gặp vợ chồng của một anh chị người Đài Loan. Cũng nói liên quan đến cái cách đi vốn của cổ phiếu. Và cũng chia sẻ với anh chị rất nhiều những cái nguyên nhân dẫn đến cái tình trạng mà anh chị đầu tư mà nó chưa có hiệu quả cao. Đó là đi vốn. Và thậm chí rất nhiều nhà đầu tư mắc phải đi vốn có 3 cái ý chính sau thôi trong đầu tư. Mình nói sâu về đầu tư chứng khoán thôi. Nhưng mà đầu tiên cũng phải là cái tổng quan là kênh đi vốn là như thế nào. Cái số 1 là kênh đi vốn. Kênh đi vốn là gì? Kênh đi vốn là một là bạn là đầu tư kênh chứng khoán, kênh bất động sản, hay là kênh cổ phiếu, hay là kênh trái phiếu. Bạn phân bổ tỷ trọng như thế nào? Ví dụ như là bạn là một người thích tính thanh khoản cao thì bạn là người là phải bán trứng. Bạn không thể đánh đất được, tính thanh khoản nó không nhanh được. Nhưng bạn là người là thích dạng là phải là đánh số tiền lớn. Đánh trứng thì bạn chỉ đánh sai 30-50 tỷ được thôi. Tức là 30-50 tỷ là bạn giao dịch là bạn còn yên tâm được. Mình đang nói nhỏ lẻ nhá, không nói quỹ. Nhưng mà ví dụ như là bạn chơi theo dạng là đánh trứng 200 tỷ thôi là bạn run tay. Nhưng 200 tỷ mua đất thì rất bình thường. Đấy là cái mà các bạn phải hình dung là cái tính thanh khoản nó là như vậy. Và cái sự khác biệt nó là như thế. Đấy, vậy thì ở đây luôn luôn là phân bổ. Và anh biết crypto bao nhiêu, phân bổ ra. Thì mình gọi đó là đi vốn trong các kênh tài sản. Tùy theo cái sở thích, cái tính cách, cái phong cách đầu tư của bạn mà bạn phân bổ. Ví dụ như là mình thường phân bổ là 60% bất động sản, 40% chứng khoán. Ví dụ thế. Còn khoảng 10% là khác. Khác ở đây có thể là trái phiếu chính phủ, có thể là vàng, có thể là đô, có thể là crypto. Nhưng các bạn phải đặt cho mình những cái thống kê 5 năm gần nhất xem tỷ suất sinh lời cái nào là cao nhất. Thì cái đó sẽ là cái nên lựa chọn, phải có con số. Ví dụ như 5 năm gần nhất thì tỷ lệ sinh lời của chứng khoán nó rơi khoảng 20%. Bất động sản nó chỉ khoảng 15%. Nếu tính trung bình. Đấy, vậy thì các bạn cũng phải ra được cái tỷ suất trung bình đó. Cái đó là tỷ suất trung bình tính đến năm 2021, tính đến giai đoạn uptrend nhé. Còn chưa trải qua đảo, tức là một chu kỳ của 5 năm. Đấy, ví dụ bạn có những cái thống kê như vậy. Đó là số 1, cái cách đi vốn trên các kênh tài sản. Cái số 2, rất quan trọng. Đó là cái cách đi vốn theo cái phong cách phương pháp đầu tư các bạn. Ví dụ bạn đầu tư theo phương pháp đó là phương pháp đánh ngắn, bạn đầu tư theo phương pháp đánh dài, thì trong cái thời gian bạn đi vốn đó thì bạn phân bao nhiêu phần trăm dài hạn, bao phần trăm ngắn hạn. Ví dụ bạn là một người thích trading, nhưng bạn hình dung là bây giờ bạn suốt ngày bạn trading như vậy, bạn suốt ngày thua lỗ rồi, thì bạn bảo bây giờ mình phải tổ chức lại cái phong cách đầu tư của mình, nó có một chút dài, có một chút ngắn, thì mình vất ra 60% sang đánh trung hạn, 40% mình trading rồi. Tại vì các bạn hình dung không, 10% mà các bạn lỗ 10% thì các bạn cứ lỗ 1% thôi. Tức là bạn đi vốn có 10% ấy, mà bạn lỗ 10% thì lỗ có 1%. Bạn đi vốn 40% mà lỗ 10%, bạn chỉ lỗ 4% thôi. Đấy, còn nếu bạn trading cứ trên 100% thì bạn thua lỗ 10% thì là lỗ 10%, margin nên là lỗ 20%. Có đúng không? Vậy thì cái cách đi vốn theo cái phong cách nó rất là quan trọng. Và cái này là cái cách, nó là nguyên nhân dẫn đến cái lòng tham của anh em nó bị rất là lớn. Nguyên nhân dẫn lòng tham của anh em. Anh em tham là do anh em là sao? Là do anh em cứ đi gọi là cứ mắc binh luôn. Đúng không? Đi cứ mắc binh luôn. Cứ gọi là một lệnh đi gọi là đầy đủ mọi thứ luôn. Đấy. Tức là đi xong cái gọi là đi all in vào một lệnh luôn. Thì có mà chết. Đánh trading mà suốt ngày anh em như thế thì có mà chết. Vậy anh em phân bổ tài sản ra, cái nào đánh 3 tháng, cái nào đánh 6 tháng, cái nào trading, trading có thể cái trading trên 20%, trading suốt ngày cũng được. Lỗ 20% mới là lỗ 2%. À, lỗ 20% mới là lỗ 4%, ví dụ đánh trên 20% tài sản. Anh em hình dung cái này không ạ? Vậy cái thứ hai đó là cái gì? Cái cách phân bổ vốn trên cái phong cách đánh dài hay là ngắn của anh em. Tức là phân bổ, một là phân bổ kênh tài sản, hai là phân bổ trên phong cách đánh. Cái ba mới là cái hay. Cái ba tức là cái mà anh em phải phân bổ trong cách đi lệnh. Đi lệnh là sao? Đi lệnh có phải là lúc nào cũng đi không? Không. Đâu phải lúc nào anh em cũng đi lệnh đâu. Đi lệnh là anh em phải chia 3 lần đi chẳng hạn. Ví dụ như là lần 1 đi lệnh như nào, lần 2 đi lệnh như nào, lần 3 đi lệnh như nào, chia làm 3 lần đi lệnh khác nhau. Chứ không phải là ui ông đi lệnh là ông cứ nhã một phát là ông all in luôn là chết. Ví dụ như là lệnh thăm dò như nào, đúng không? Sau khi lệnh thăm dò thì cái lệnh đó là lệnh gia tăng như nào,
Sau khi lệnh gia tăng thì bắt đầu đến những cái lệnh như là lệnh lệnh gọi là lệnh mua rủi ro như thế nào. Tức là phải phân bổ ra. Tức là bây giờ yêu một người con gái phải thích phải vào 50% ngay lập tức. 50% của cái lệnh đấy. Còn 50% tiền còn lại phải giữ để dự phòng. Dự phòng là gì? Dự phòng để những cái lúc nó có biến cố mua thêm, hoặc là thậm chí nó tăng thì mình gia tăng. Anh em hiểu như này không nhỉ? Chứ không phải là all in một lệnh. Vì chúng ta có các cách phân bổ vốn khác nhau. Ví dụ phân bổ vốn theo dạng đó là anh em phân bổ vốn theo dạng đó là kênh tài sản đầu tư. Cái thứ hai là anh em phân bổ vốn theo dạng đó là anh em phân bổ vốn theo phong cách đầu tư ngắn hay dài. Và cái thứ ba là phân bổ vốn trên từng lệnh đi một. Nắm được ba cách này nhá, bạn sẽ sửa sai cho các bạn rất nhiều. Và nói thật các bạn, đi vốn nó quyết định tâm lý của các bạn. Điều đấy nó quyết định thành công. Nhá, ok, bye bye, chúc anh em đầu tư thành công.